Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn yêu một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ký sự bonsai. Hôm nay là ngày 26 tháng 11 2020, Nông Thu lại quay trở lại vườn Kiển Quang Bình, tọa lạc tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương, để chia sẻ với các bạn mà lô cây mà nhà vườn muốn giao lưu các bạn. Các bạn thân mến, thì Nông Thu vẫn giữ quan điểm là không tham gia mua bán, mọi liên lạc giao dịch các bạn vui lòng gọi cho anh Bình theo số là 0915973499 các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ gặp lại anh Bình quen thuộc của vườn Kiển Quang Bình. Rồi, chào Bình. Dạ, em chào anh Năm, chào cô bác anh chị yêu cây kiển chúng ta cả. Hôm nay vườn Kiển Quang Bình tiếp tục báo giá một số chủng loại cây tới cô bác anh chị, để cô bác anh chị chúng ta tham khảo. Từ tiền đây em cũng nói luôn là cái cách tính định cân của em là hôm nay là em sẽ bán theo một số loại cây cho nó vào vườn đi. Em sẽ báo giá rẻ cho nên là em sẽ hôm nay em sẽ không bao ship nhé. Em nói rõ là hôm nay không bao ship, em chỉ báo giá thôi, còn tiền ship là cô bác anh chị lo nhé. Em cũng đọc lại cái số điện thoại của em là 0915973499. Cái địa chỉ của nhà vườn nhà em là số 96 đường Lê Hồng Phong, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Còn cô bác anh chị ở xa thì vui lòng cầm trước em một ít tiền, còn cô bác anh chị ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa và thành phố Bình Dương thì không cần phải cọc tiền, cứ chốt tay xong rồi em đem tay tới em thu tiền thôi. Rồi, ok. Anh Bình cũng đã chia sẻ với các bạn cái lô hàng đặc biệt, lô hàng hôm nay là lô hàng sale, giảm giá các bạn ha. Thành ra là mình không có bao ship, thành ra mong các bạn thông cảm. Các bạn là nếu mà cảm thấy ưng em nào thì cứ gọi điện thoại báo mã số, ngày báo giá và cái cây. Các bạn lưu ý, báo giá hôm nay là ngày 26 tháng 11 2020. Rồi, ok. Chúng ta bắt đầu làm việc Bình ha. Em đầu tiên là em gì đây? Em đầu tiên là em chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc nha các bạn. Cái tên cũng đẹp, cây này cũng đẹp. Tên cũng đẹp, cây cũng đẹp, mà giá có đẹp phải không? Giá cũng đẹp. Báo cáo thông số. Rồi cho biết con giá cụ thể ha. Chiều cao là 60. Đang rộng là 54. Cái này là 54. Cái chuỗi ngọc số 1. Cái này rất đẹp anh. Chuỗi ngọc số 1 được chào giá là 7,5 triệu anh ơi. 7,5 triệu. Các bạn lưu ý đây là giá không có ship ha. Dạ đúng rồi. Rồi xin mời em khác. Số 2. Cái tử bi. Tử bi. Rồi, xin mời ông khác số 3. Chào công kiến anh ơi. Cái này đặc phẩm rồi. Nó đang bông trái nhiều. Bông trái anh. Bông trái rất là nhiều. Nó ra bông trái nhiều lắm. Trà Phúc Kiến à. Còn có tên gọi khác là cái bụng sụm. Cái
đang rộng là 56. Được lắm. Vành là 67. Vành trên cái chỗ cổ này là 45. Chào phúc kiếm số 3 được chào giá là 2 triệu. Chú thủy đá nhỏ được chào giá là 150. Mà chú thủy 150. Quanh của nó cũng được 15, 14, chiều cao là 33, đàn 34, chào giá 150. Cái này nó na ná như vậy nè, cũng là số 5. Cái này cũng được chào giá 150. Cây số 5 mà chú thị cũng chào giá là 150. Đây những cây giá rất là mềm các bạn ha. Còn vườn mềm. Rồi cây này thì... cái gì đây? Không thấy đường gì trơn trời. Sâm Ngọc anh ơi. Sâm Ngọc. Sâm Ngọc lúa, em kinh dài. Cái này chắc lắm anh. Lúa. Lúa tự nhiên đó. Sâm Ngọc. Cao từ trên cái đỉnh này xuống là 66. Chiều của cái tàn này là 33. Quanh của cái cụm này là 53. Cái cụm này đẹp không anh? Đẹp. Cái này lúa tự nhiên hết á. Rất là cái đẹp ha. Lúa tự nhiên hết cả hai bên. Sống có một mạch bên này xuống này. Sống có một mạch nhỏ từ ở trên chạy dài xuống. Sống có một mạch nó xuống này. Cái sách ngọc là được chào giá là 3 triệu anh ơi. 3 triệu, cái số 5. Rất là đẹp. Rồi, xin mời em số 6. Cái sung. Rất là 6 là cái sung. Đệ cũng to rồi. Cây rất là quái. Chiều cao là 36. Tán rộng là 48. Quanh ở này là 32. Cái xung được chào giá là 307. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn, Hải Châu. Đây là Hải Châu anh ơi. Hải Châu lá nhỏ. Này nó là một bè nha. Một bè lên 2 thân. Chiều cao là 72. Tán rộng là 54. Quanh của một thân là 15. Cả hai thân là 44. Cái này số mấy rồi ạ? Cái số 6. Cái số 6 này, trong số 6 được chào giá là 650. 650. Cái sam, sam núi, trái hay bông chưa rõ thì gọi là bông, không thấy bông cũng chưa thấy trái. Chiều cao là 24, tán rộng là 22, cái thân thì là được, bên thân đây là 15, bên thân ở dưới đây. Chúng tôi chào giá là 500 ngàn. Cây số 6, số 7 chứ.
Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn cái số 8. Số 8 là linh sam ghép bông trắng phối hợp anh nha. Đây này để rất là đẹp rồi. 8. Em bán thanh lý đi thôi, về vườn chật quá không có chỗ để. Dựng ra 37. Đăng lực 46. Bánh thân chỗ này là 14. Linh sam số 7 được trào giá 300 ngàn. Rồi, tiếp tục em số 8. Số 8 cũng là một em linh sam nữa. Đây, mẹ rất là đẹp đấy. Mẹ đây rất là đẹp đấy. Cái số 9 đáng đồng là 56. Mình của cái thanh chỗ này cũng là 14. Mình trao giá 350. Cái số 9 này cũng trọng mất 100 ngàn. Rồi, xin mời em số 10. Sâm ngọc anh ơi, đẹp không? Đẹp. Sâm ngọc số 10 cũng là phẩm rồi đó. Rất là đẹp. Nó có cái lúa treo là rất là hay rồi. Lúa treo đó. Lúa tự nhiên luôn á. Số 10. Chiều cao là 39. Tán động là 45. Quanh của cái bệ là 43. Sâm ngọc số 10 được chào giá là 1.7 triệu. Rồi, xin mời em kế tiếp. Số 11. Số 11 là một em kim tiền. À, sơn liễu chứ quên. Sơn liễu. Sơn liễu anh ạ. Tay bày đẹp lắm anh. Tay tàn này hoàn chỉnh rồi. Cao là 47. Tàn 47. Quanh của cái cổ đế trong này là 36. Sơn liễu số 11 được chào giá là 1.500.000. 1.500.000. Rồi, xin mời em kế tiếp. Số 12. Số 13. Cái mai chiếu thủy kim tròn. Cái này bè đẹp lắm rồi anh. Bè cung quanh đẹp với nhau luôn. Chiều cao 32. Tầng đồng 30. Còn đế là 50. Còn tầng đồng chân chỗ này là 25. Cái mai chiếu thủy kim tròn được chào giá là 1.1 triệu. 1.1 triệu. Rồi, xin mời em số 14. Trái anh ơi,
trái mà cây này không lớn lắm nhưng mà nó cũng thành phẩm rồi đó. Nó có một chút chảy thành này. Số 14. Chiều cao là 25. Tán đồng là 35. Vẫn thấp nhất chỗ này là 11. Năm trái số 14 được chào giá 750. Rồi, xin mời số 15. Hải Châu. Cái này là mẹ lớn lắm anh. Mẹ to cũng luôn á. Cái này cây tàn cũng ổn định hết rồi. Số 15. Cao là 35. Tán đồng là 50. Và chỗ này là 46. Và ở trên cái cổ này là 38. Cái này nó cũng thành phẩm rồi. Hải Châu rồi. Số 15 được chào giá là 2 triệu anh ơi. Rồi, xin mời em số 16. Bị súng. Thân rất quái, lắc lượng. Cao là 35. Đàn là 32. Quanh là 20. Cái súng 16 được chào giá 350. Cái mai chú thủy. Số 17. Số 17. Chiều cao là 34. Đàn là 30. Quanh chỗ này 17. Được chào giá là 150. Số 18. Cái linh sam con trắng phước hồng. Cái này đế cũng đẹp lắm anh. Đế rất là đẹp. Chiều cao là 34. Chiều dài của tàng là 53. Quần của cái thân là 22. Còn chào giá là 350 anh. 350. Rồi, xin mời em khác. Số 19. Một cái kim quất đã thành phẩm anh. Quất. Cái này một cái tàng rất đẹp. Chậu này chậu gốm sứ anh nha. Chậu men sứ. Chiều cao là 56. Tàng đồng là 59. Quanh của cái thân như này là 11. Cái chung quýt được chào giá là 2,2 triệu. Rồi, ok. 2,2 triệu. À, xin mời em số 20. Tán đồng 40. Bằng được với cổ đế này là 36. Sáng năm được chào giá là 650. Rồi, xin mời em mang mã số 21. 21 là xanh trái. Trái đang nhiều rồi. Cái này người chắc anh đã thấy trái. Thấy chưa?
Anh Năm thấy chưa? Có thấy mẹ gì đâu, nói thôi. Trái này chắc đây này này. Tưởng, à, tưởng, nhìn tưởng lá không. Bữa nay là chắc chưa ăn sáng rồi. Có thấy, chiều cao là 33, tán động là 45, quanh thân là 12. Sạc trái số mấy đây anh? Số 21. Số 21 này được chào giá là 1.4 triệu. Tiếp tục là một cây hải châu đã thành phẩm, không còn dây nhỏ, dây không gì hết. Số 22 hải châu. Hải châu. Chiều cao là 32, tán động là 40. Của cái bộ chỗ này là 27, hải châu bình đầu giá là 1.6 triệu. 23 trà phúc tiến mini để bàn, nhỏ nhỏ và tàn đã uống được hết rồi. Cao từ mình chậu lên của nó là 18, tàn là 30. Hoặc là 25. Nhỏ này mà ủng tàn đẹp rồi. Và phúc tiến được chào giá là 600 ngàn. 20 24. Cái hải châu anh ơi. Hải châu, tôi mang mặt số 24. Cốt hai thân. Chiều cao là 85. Tán động là 50. Và chỗ cái cổ đấy đây là 22. Được chào giá là 700 ngàn anh. Rồi, xin mời em số 25. Tiếp tục là một cây hải châu. Này là số 25 rồi anh. 25. Chiều cao là 58. Tán động là 50. Quanh của cả hai thân này là 34. Hải châu được chào giá là 700 ngàn. Rồi, xin mời em mang mã số 20. Số mấy đây? Số 26. Hải châu. Là một cây hải châu rồi anh ơi. Cụm 3 thân. Chiều cao là 70. Đặc độc là 53. Quanh một cái cổ trong cổ đế chỗ này là 30. Số mấy đây anh? 26. 26 cây hải châu này được chào giá là 750. Các bạn lưu ý hàng này là không có ship các bạn, hàng đã hạ giá rồi. Hạ giá rồi cho nên không bao ship. 27. Không phải trả giá. Tiếp tục là một cây hải châu anh. Chiều cao là 46, tàng động là 40. Quanh của cả cái cục này là 44. Hải châu là đặt giá là 650. 28 hải châu. Tiếp tục là một cây hải châu, một cốt hai thân luôn.
70. Vành của hai thân là 38. Vành của một thân này là 14. Hạng số mấy? 28. Số 28 Hải Châu này được chào giá là 650. Rồi, xin mời em số 29. 29 tiếp tục là một cây Hải Châu, một cốt ba thân. Chiều cao là số 50. Tăng rộng là 50. Quanh cột là 40. Được chào giá là 750. Rồi, xin mời em số 30. Em Đinh Sam. Cái này đẹp. Chiều cao là 59. Tán đồng là 65. Chỗ này là 21. Cái Linh Sam này được chào giá là 1 triệu. À, số 30. À. Vâng, xin mời các bạn tiếp tục. Số 31. 31 là một cây Hải Châu. Lá nhỏ. Chiều cao là 42. Đặc trồng của 42. Vâng, đây là 26. Hải Châu là được chào giá là 700 ngàn. Rồi, 32. Là một em tinh sang, bông trắng phớt hồng anh nha. Cái này lâu lắm rồi, nó nằm trong chậu này lâu lắm rồi. Đây, rất là đẹp. Chiều cao là 48. Trắng phân hồng, đàn đồng là 79. Quanh của cái cổ là 31. Đứng sang bông trắng phân hồng này được chào giá là 1 triệu 3. Rồi, xin mời em kế tiếp mang mặt số 33. Cái bạch chỉ. Đẹp không anh? 33 là cái bạch chỉ. Đấy đẹp lắm. Điều tay quái. Bạch chỉ. Hai mặt phía đều là đẹp với nhau. Chiều cao 40. Đặt đồng 72. Ui, cái đế quái. Cái đế quái này là đi 73. Số mấy ạ? À? Số 33. 33 cái bạch chỉ này được chào giá là 1 triệu 7. Triệu 7, rồi ok. Cái này là 34 là một cây Hải Châu. Mẹ Hải Châu rất là đẹp đó. Rồi, ok. 35. Sang trái anh. Cái này đấy đẹp. 35. Đấy rất đẹp. Sang trái. Cao là 20.
và từ bên này qua bên này là 63. Và của cái thân chỗ này là 16. Sắp trái, được trào trái là 2 triệu. Rồi, ok. 36. Một cái núi. Cái núi quái. Cái này chơi nghệ thuật lắm. Chiều cao 30. Đài nước một cái đài nước đài xuống là 32. Thân thì nó bằng ngón tay cái á. Chào giá là 700 ngàn. Rồi, xin mời. Cái là chào hai cây lộc vực ngoài. Bây giờ chúng ta ra ngoài không? Dạ. Ok, xin mời các bạn, chúng ta bước ra ngoài để được anh Bình chào thêm hai cây lộc vực kia. Cây giúp ai kinh cái 37, 36. Rồi, xin mời các bạn, chúng ta bước vào phía ngoài. Rồi, em số 37 là cây lộc vực. Rồi, báo cáo tổng số đi. Quay đi để em coi tổng số. Có cái vẻ như là cái mông voi luôn. Rồi, đo đi, vô đo luôn. Số 37. Vô cao 110. Đáng nó khoảng 1,5 m. Lạnh là 110. Tại vì nó nằm cái gốc của này ha. Nó nặng lắm, nó lớn lắm cho nên không có lùi ra được. Số 37. Cái lọc vực. Quanh thân của nó là 110 luôn á. Cả hai thân. Rồi, em được chào giá bao nhiêu đây? Cái này được chào giá là 12 triệu. 12 triệu cái lọc vực. Mang mã số 37. Nó lên tới đây nó rẻ tới hai bên đó, đây là nó lại làm cái hang. Cây lớn lắm mà. 12 triệu. 12 triệu. Rồi cuối cùng là cây mang mã số 38. Cũng là một cây lọc vực nữa. Cây số 38 cũng là cây cuối cùng các bạn ha. Cũng trong chương trình chào giá vào ngày 26 tháng 11. Mọi liên lạc các bạn vui lòng gọi trên Bình theo số 0915973499. Chiều cao hết thước là 1,6 m. Chiều cao hết thước là nhiêu? 1,6 m. Hết thước là 1,5 m. Đây 1,5 m nó tới đây nó còn một khúc này. Vậy hả? Cứ tưởng là hết thước thì 1,5 m rồi, hết thước là 1,6 m. Cái cho là 1,5 m. Cái này cũng 1,5 m. Bề ngang cũng 1,5 m. Góc đây. Bánh thân chỗ này nha. Bánh thân chỗ này là 50. Bánh của cả cái bè này nó lớn lắm. Em coi cái củ bè này thôi, chỗ đây thôi. Là 82. Cái này lớn lắm. Rồi, cây lộc vừng mang mã số 38 được chào giá là bao nhiêu đây? Cái này cũng được chào giá là 11 triệu ơi. Được chào giá là 11 triệu các bạn ha. Cũng là kết thúc chương trình báo giá ngày hôm nay. Năm thu cũng là rất cảm ơn các bạn ha. Anh Bình nhắc lại là đây là cây lộc vừng mang số 38 thì 10 triệu thôi các bạn ơi. Đến đây thì năm thu cũng phải xin nói lời chia tay với các bạn ha. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ năm thu những video mới nhất. Các bạn lưu ý là cặp lộc vừng này các bạn có thể thương lượng là dưới chủ vườn ha, để mình biết được cái ship sủng như thế nào. Rồi Bình ơi, em cũng phải nói lời chia tay với khách hàng của mình thôi. Cuối tiếp rồi cũng kính chúc cô bác anh chị chúng ta thật nhiều sức khỏe. Có sức khỏe thì chúng ta sẽ làm thật nhiều ra của cải vật chất, và chúc cô bác vui vẻ hôm nay, vui vẻ và làm việc thành công. Cảm ơn anh. Rồi, bye bye các bạn yêu, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp.